Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp về công tác phòng chống COVID-19. Ông Nguyễn Văn Mười và ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, số ca mắc COVID-19 trong tuần tăng hơn 79% so với tuần trước. Đáng chú ý, số ca mắc trong tuần từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 3 ở lứa tuổi học sinh gia tăng. Có 2.115 học sinh mắc COVID-19, tăng 1.395 ca, tỷ lệ 193,8% so với tuần đánh giá trước đó, nâng tổng số học sinh nhiễm COVID-19 lên 2.835 ca. Về điều trị, trong tuần không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Số bệnh nhân khỏi bệnh ra viện là 245 ca. Số bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở y tế là 362 ca. Điều trị tại nhà trên 6.000 ca test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 9 tháng 3, toàn tỉnh tiêm trên 4.048.867 liều cho người từ 12 tuổi trở lên, trong đó mũi 1 là 1.595.363 người, đạt 105,3%. Mũi 2 là 1.551.291 người, đạt 102,4%. Mũi 3 của liều cơ bản đối với vaccine Abdala cho người từ 19 đến 65 tuổi là 130.904 người. Mũi bổ sung là 105.067 người. Mũi nhắc lại là 666.242 người. Về đánh giá cấp độ dịch, toàn tỉnh ở cấp độ 1 bình thường mới, riêng thị xã Gò Công cấp độ dịch cấp 3 nguy cơ cao. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh, nhất là vài ngày gần đây, có nhiều nguy cơ bùng phát trở lại, nhất là học sinh, các cấp học. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kiểm soát, ngăn được đà lây lan của dịch bệnh mang biến chủng mới theo nhận định của ngành y tế là BA2 Omicron là mục tiêu của công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hiện nay. Làm sao kiểm soát được, ngăn chặn được cái đà lây lan. Chứ còn bây giờ nói các đồng chí là làm sao là chúng ta không để xảy ra ca nhiễm thì chắc chắn không được rồi. Để các đồng chí thấy hiện nay cái chủng này hiện nay nó lan lây rất là nhanh. Cho nên trách nhiệm của chúng ta ở các địa phương, đặc biệt là các địa phương, đặc biệt là chính quyền cơ sở, rồi các đồng chí các cấp huyện và các sở ngành, làm sao chúng ta kiểm soát được cái đà lây lan nhanh chóng của các chủng mới biến thể Omicron hiện nay. Đó là cái mục tiêu chúng ta đặt ra, hiện nay chúng ta đang cần phải kiểm soát. Ngoài ra, công tác phòng chống dịch hiện nay tại các đơn vị, cơ quan địa phương và trong cộng đồng cần thực hiện đúng nguyên tắc 5K linh hoạt theo hướng dẫn của Bộ Y tế, siết chặt lại các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai. Về điều trị, phải quản lý được F0 qua test nhanh và đảm bảo người bệnh tiếp cận với thuốc kháng virus. Ngành y tế chuẩn bị tốt cơ sở điều trị để tiếp nhận các ca bệnh nặng khi số ca mắc qua test nhanh đang gia tăng. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, giáo dục và địa phương kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Tất cả các sở ngành phải thực hiện xét nghiệm định kỳ để sớm phát hiện bệnh, hạn chế tập trung đông người. Đến ngày 15 tháng 3, tất cả các địa phương trong tỉnh phải rà soát lại các đối tượng phải tiêm vaccine, chưa tiêm và cả tiêm nơi khác để tổng hợp hoàn thành chỉ tiêu tiêm vaccine, đồng thời chuẩn bị tốt cho việc triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.